Rồi, được, chào mọi cả nhà nha. Giờ anh em bắt đầu chiến lỗ mới. Đó, mình làm được hai con đút ăn cơm. Cái lò đó, mới. Trời im luôn. Chắc này là khỏe cho người đó. Không có bất rứt gì trơn á. Dạ, không dính được, từ khi dính con tay tường tới giờ là ổng vui vẻ rồi đó. Nghỉ câu rồi, dáng này bóp mồi. Ê, lúc lọt luôn rồi, coi luôn, lúc đây mình phim cho. Ơi, chừng khả năng nha, khả năng cao nha. Cộng luôn rồi. Rồi cái ngón tay nó bấm ngay camera luôn rồi. Rồi xong, thấy rồi. Có tiếng, ê. Cái cha cậu ơi. Cha. Hay là vào đếm luôn đó. Vô rồi bạn ơi, bồ lên cá bự rồi. Ê, cây trống luôn rồi kìa. Cái cha rồi. Dướng dùng băng với bên kia rồi kìa. Rồi chép rồi. Cái cha rồi. Trắng tươi à. Trời ơi, cái dãnh hướng dạ không nữa. Trời ơi, vớt không được. Để tôi vớt. Vú lông cá cha, một cái dãnh. Chúng kêu phẹt rồi nè. Thương ơi. Chú lông cái dánh rồi. Rồi. Rồi nè máy nè. Trời ơi. Cái dánh ông ơi, nó già. Chưa. Máy nè. Chưa. Ui, dính cái dánh mắc chưa. Chưa. Cái ký gữ á. Nè cả nhà. Trời ơi, chết rồi. Cái này sao đi săn dầu đém được. Quá khủng cái rảnh mà ơi. Rồi. Ơi. Thấy anh được câu không dạng? Em phải học hỏi thôi anh nha dạng. Thấy không? Chơi. Thấy không? Đó. Cái đó mới gọi là Hugo đó. Nửa ký lô. Nửa ký lô á. Ghê Hugo. Trời ơi. Mày à, bạc tay. Được câu là phải vậy đó nha em, mới bắt trước anh được câu cái rảnh nha. Trời ơi. Sướng thiệt chứ. Mất lạng tưởng đâu con cá chép, ông dạng thì mới con cá cha. Cá cha mà lạng lên thấy rắn thiếu à, đi gọi rảnh. Thì ra là con cá rảnh khủng. Ôi, nội ơi. Nó thẳng nha. Nó dãy cái đạch đó đi thiệt đó. Trời ơi. Trời ơi, rút lại. Trời ơi. Xuống ngồi tiếp thôi cả nhà ơi, đang quay giới thiệu cái cứng ngắc luôn. À. Lâu cái cần luôn. Em. Con cá giò không chịu nữa ơi. Giò cái gì á? Ê, nguy hiểm. Thôi để cái giật. Ê, tới luôn rồi, bắt tay ơi. Trời ơi. Trời ơi. Gì nữa vậy? Bóp mồi luôn rồi. Mình đang. Đã luôn Hoàng ơi. Đang hồi hộp nha. Lía lịa luôn rồi. Hộp. Rồi. Dùng xuống rồi, người câu cây à. Đang chỉnh máy quay đưa trong dạng chỉnh để luôn chiều rồi. Nó lẫm. Trời ơi. Nhiều. Ăn gì còn nội gì nữa. Ôi, nước phê. Nào thì nhờ. Tại nó không có cá cha là được. Bậy không à, ta kiếm cá cha nó không có cá cha là được. Quýnh lộn không? mê dảnh bỏ cha luôn rồi. Vàng để cho nó dính luôn cho chắc ăn, để nhịp kéo hụt cũng
dính này, dính này, lụm 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 lụm. Có đang quay không bộ? Có dính đó. Ê lụm lụm lụm. Ê đó thằng nào bự. Ê có bộ thằng này bự hơn rồi nha. Cái chép bộ thằng này bự hơn rồi. Ê con này nặng lắm nghe. Xây máy không bạn? Ê con này nặng lắm nghe bạn ơi. Bạn được ơi. Ôi câu ba chép nhỏ nhỏ câu làm gì? Chắc cá cha quá không được. Chép á, dảnh khủng rồi. Quá lạng. Ôi lạng rồi, lạng rồi, lạng rồi bạn ơi. Ôi nhỏ xíu à. Ôi, quá em. Vô. Đâu rồi? Hiện bạn mình xíu bạn ơi. Ơi sao mà lập được kỷ lục của con của mình nãy được bà ô? Giờ câu nào mà được bự bằng của mình đi. Trời con đó nãy giờ ta đây ta 4-5 con rồi. Hết biết rồi. Mồi rồi. Mồi đi, chung du là hết mồi rồi đó. Kè kè kè. Đó, lụm rồi, lụm. Rồi, chạy gì? Dở lên còn cứng mà. Còn. Chạy lên một xíu à. Ôi, cái dẫn nó dẫn. Nhỏ xíu gì, lớn nhỏ xíu. Xíu. Ôi, ôi. Cả luôn. Càng này vừa xoa tha mồi vừa xuống ăn luôn các bạn. Mấy càng nào đó nãy giờ hết mồi. Tự xử đi chứ đừng ngồi đây hoài luôn. Trời ơi. Quá cá rồi. Con này con gì không dạng? Ồ cá dảnh nhỏ xíu. Xíu. Rồi. Rồi hay thiệt luôn. Rồi. Rồi. Dính rồi, nước không? Thiệt tình chứ. Dính rồi, nước không? Con bắt cơ cấp giật lên, con bắt cơ cấp đúng không ạ? Bụng vô lên cho bả đi, nắng lắm rồi kìa. Đúng không? Vô đi, nó nắng mà thôi. Thấy xong luôn ạ. Đang câu cá ngồi nghe cái đùng. Nè mày nè. Còng vòng. Nha. Chắc ăn dảnh không? Bự á. Ơi cần ông kiểu dáng, cần trắng kiểu trắng. Trời ơi dính luôn rồi. Ờ dảnh nè, hẹn hai đứa hẹn lượt nè. Hai đứa hẹn. Bự luôn quá dạng ơi, bự vậy ta. Ôi. Ê meo. Không lôi vô được á. Con tôi nhỏ rồi. Lại gọi với mắm. Ờ cá lóc. Cá lóc bạn ơi. giống nãy chép luôn, tôi thả cho bèo mà. Hồi nãy thì ổng chép mình dảnh, chắc này mình dảnh ổng chép. Ủa lộn, mình chép ổng dảnh, chép nhỏ bạn ơi. Chép đang xì à, dảnh thứ nái luôn. Ôi trời ơi, công ơi, từ thương lượng bạn ơi, từ thương lượng. Ôi. Siêu to khổng lồ. Chém đèn xì à. Thằng ơi, dạng ơi. Ờ bự hơn cái dảnh nhiều. Dạng câu cá gì trời, khủng không ơi. Trời. Rồi, ngon. Bắt tài luôn. Bà luôn bắt tài ơi. Đu quá. Nó cong cái càng không được. Rồ cá. Ôi. Rồi. Quá rồi. Con này nó dậy cui luôn bạn ơi, con này. Thấy được cơ không em? Em phải tập anh được nha, để được chỉ hoài mà không nghe. Nghe lại. Thì không lỡ bạn ơi, nãy không làm mấy con cá cha đầu không kịp mình quá luôn à. Thôi dù sao ta cũng được con tế tưởng là được rồi. Đủ rồi. Ba đồ quý cái chép này. Tới nữa rồi. Trời con chảnh con nào mấy má ơi. Máy không phải chép luôn á. Đúng dảnh luôn. Kìa con bé á. Quay thử coi nó nhịp cái gì á. Ê. Ê. Ôi, chép bằng. Lôi cái cần tưng luôn. Ôi dảnh bự quá. Dảnh à. Lôi cái cần tưng luôn. Lôi cái cổ hết hồn anh. Gối đi hình trơn rồi.
chép ông ơi, chạy vòng vòng rồi. Chép chép trời ơi. Xuống xuống. Sướng sướng sướng. Giờ ông giảng không hết sướng rồi tới mình mà. Trời ơi trời. Giảnh con nào cũng lấy chất lượng cao luôn á. Ôi trời, có nè mọi người ơi, cả nhà ơi. Nhìn con cá trời muốn bệnh luôn. Thấy gì không vậy? Anh chưa xuống ngoài đó đó nha cơn. Rồi, câu đi, câu đi, câu đi mấy đứa ơi. Ê gọi. Quá rồi các bạn. Ôi trời ơi. Cháo hả? Bọc cháo. Ôi trưng trưng trưng. Trời ơi. Bộ cứ cơ hoài. Tưng 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 tưng. Trời. Chết với tôi gần được ơi. Cá năng cháo bạn ơi. Mình không biết gì luôn các bạn. Đều đếm rồi. Chứ giờ mình gói địa hình với ổng rồi đó. Rồi nè, có nè. Ôi. Mấy anh về hết chưa? Về hết rồi. Em la để em coi. Chết luôn, gỡ cá trước đi. Ôi. Ôi dằn nín rồi mỏ. Tôi không biết gì đây, tôi mấy ký cái dẫn rồi đó. 8 ký chưa? Quá trời luôn, bởi vì hai thằng Viền không đi câu cá cha luôn bạn ơi. Bỏ vào đếm luôn rồi. Chuyện này chia sao nổi. Mơ lỡ bữa nó đi bộ. Rồi. Dẫn là con nào con nấy bằng tay không sao chịu nổi. Bây giờ mơ lỡ không? Rồi vậy. Nó dính cá luôn rồi. Không có, nó dính đít bè. Trời cá này đúng ngon luôn. Trời ơi, tưng 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 cổng cái cừng luôn á. Hầu hầu coi có đâu. Vàng. Dạ. Vàng vàng. Đó đó còn đó. Mày thấy vậy? Ừ. Đó đó đó. Kéo vào đọt tới nước nha. Rồi. Tôi nhìn nghe mặt trời luôn á. Nước một cục no luôn, cái gì đi đâu mất tiêu luôn không anh. Khói quạng nè. Ôi. Nước đang chảy vô ngọn càng ngày càng mềm. Cháo ở đó hầm hình lắm nha, vàng giữa dèo đó dạ. Làm cái cung với mục tiêu cái đọt bây giờ nè. Đây đây lấm ơi, dùng giấy ơi. Ôi nhỏ à. Nhỏ bự má. Nhỏ. Nhỏ. Quá trời, rảnh này bự các bạn ơi, nếu có rảnh là đúng bự luôn á, bàn tay xè luôn á. Bàn tay mới đẻ phải không? Không biết phải rảnh hay không thôi chứ. Rảnh rồi, lạng rồi. Rảnh, rảnh. Trời ơi. Chạy vô dây, vướng dây, xảy mất tiêu nè, muối lửa nè. Dớt không? Mép đi, mép quá. Dớ không? Chơi luôn đi. Chơi đi, vụt dễ gì? Tha nhẹ nhẹ lên. Quá khứ rảnh rồi. Trời ơi, không thua con này không được ơi. Đang đến thở đủ bạn đứng chọc cười. Trời ơi trời, có dính cá mà đứng thở luôn mọi người. Hết biết rảnh rồi. Sớm giờ ngại mà mình câu con nào cũng lấy nói gì không nè, rồi giờ kêu giảng về sao vậy bạn? Xem cứu gì? Thôi kệ, có một bạn bào cá rảnh giùm cũng được bạn ơi. Xem cứu vậy? Trời ơi. Câu đi, câu đi. Bạn ơi, có nè. Rồi. Cá dữ chà nó nữa ơi. Kinh hoàng kinh khủng thiệt chứ. Ồ, cá rảnh ông nội ơi.
quá dữ mọi người ơi. Dẫn con nào con nấy. Tới dẫn luôn rồi nè, bự rồi nè. Con này 300 mấy gram, 300 gram á. Hơi ốm cái bụng ha, mà bị dài trắng nè, đẹp. Khủng khủng. Đi bảy bữa, bảy bạn. Sao cần ông nguyên cu vậy? Cái gì? Sao cần ông nguyên cu vậy? Nhường không á. Nói chứ mình phải chơi cái lỗ ngon mình khịa là ổng chứ. Bắt đây. Luôn người chết mẹ, coi chừng cái sạc nó đứt nghe không anh? Ông gọng cá hầu cái còn cái vợt không thôi luôn à. Hết xui. Rồi. Chết 13 lá luôn rồi. Rồi sảy luôn rồi. Ủa, còn hả? Rồi luôn rồi, sảy sảy. Mặc dù hơi nhỏ nhưng mà cũng có cá bạn ơi. Dù hơi nhỏ nhưng mà cũng có cá bạn ơi. Trời ơi. Nhỏ đâu nhỏ. Đâu nhỏ luôn rồi các bạn ơi. Chết luôn rồi. Được làm quá ơi. Con này con gì vậy ta? Ờ ba cá nó xương không. Để đẩy qua bển các bạn, để đẩy qua bển cho có nhớt. Tại vì bắt đây mắc xuống cần rồi không có không bụi quá mắc câu quá à, không trời nè. Ơi chuyện này bị hai mình hành lợi chứ mới được chứ, nãy giờ ổng làm quá trời làm luôn bạn. À, con gì đây? Ôi trời, cái lưng gì cui mà cá đúng mập luôn á. Cá gì cui à, mập thù lù luôn. Mấy con này mà nạo chả là thôi luôn á, căng chăng cái dảnh luôn á, bao thịt luôn. Bạn thấy chưa, tỉnh tỉnh. Quá cá. Năm cái giận giận chú đích nè, ngồi phải thời tán con vô đem thứ về. Gì vậy? Biết à? Tụt tụt chứ không phải là cứ nái đi đóng cái tét đầu không có ngủ được gì đâu, xe chạy thôi thôi dữ thiệt, hơn xe chạy dữ thiệt chết cắt con được nói con nằm mấy kia mất chạy lúc mà dính rồi thẳng gan không dây rồi dính rồi, thấy không, thấy không, dính rồi cha ơi, thấy không, sảy rồi đó, nước không. Hai chồng thiệt tình. Dính vợ, dính chồng, dính vợ, dính chồng, dính với cục không có nào đâu có cục gì. Không tin tưởng được, không tin tưởng được. Vậy mới vui. Không vui rồi đó. Ủa chắc rộng quá. Trắng mới xuống mồi. Câu mà thằng lặn chắc lử luôn kìa. Ui chắc lử nè. Mát
con gì cứ ngắt kéo cỡ sướng sướng rồi. Nhấp bên câu xong cái cuộc là hôm nay lại ha, bía dữ à. Hồi nãy ăn cháo được cái mà nín luôn trời. Cáp này đúng đẹp luôn, không giật nước không cũng lỏng. Dành chết nó chết cho hùng đá luôn để xịn ủ. Mới lử trong con tôm ngồi không còn ngồi không mày cũng ngắt mày ơi chưa vậy chết nó vậy cái rảnh là hứng nái không được chết có cá cha rảnh là dữ lắm rảnh á chạy quay quế cho cô chưa chạy đít bè không vậy quay giùm chưa không không quay nó bự dữ lắm rồi chép gộm ơi ừ chạy vòng vòng gối đồ nuôi được chơi chép hả chép cỏ thôi ừ chép giòn chép giòn chép giòn nó tới giờ nó ăn rồi đó bự dính giòn rồi đưa qua anh chạy cỏ đi được
nè lấy kéo nè cắt dây đường. Rồi ra hay quá. Bạn biết vỏ mới được chứ. Hay quá bạn mình ơi. Chép giòn, chép giòn. Khả năng là nguy hiểm quá. Được, được, không tát đâu, dính đây cho nhách nè. Con gì đây? Cái chép dài thòn lòn luôn. Trời xả gì má. Chết luôn rồi bồ thiệt chơi nha hoài. Làm cái này năng suất ngồi. Nó lỡ bây giờ nãy giờ mấy con rảnh mình im ru luôn. Chép luôn mà chép giòn. Vô. Nó lỡ mấy cái rảnh nó tạt im ru luôn. Bên đây chép nhiều chứ bên mình kiếm một chép không có, không ra luôn. Sứ bển không có cái chép luôn. Hiếm như lắm hiếm mới có được con lạc trôi qua. Con lạc trời. Giật đi. Quá dài, quá rớt xong. Lắm rồi, lắm rồi, lên cao, lên cao vậy. Ui, nó lại cái rãnh vạt đi chứ chép nữa rồi. Chưa chép lại rãnh vạt con đó mà rãnh là thứ nái luôn á. Ôi chép cái xíu luôn, quắn cằn mới xuống luôn trời. Trời ơi, rồi xây 180 độ luôn, ăn mài luôn rồi. Kêu nó giục luôn đi. Thôi đi đường hồng bự không còn dạng nữa rồi. Rồi đường hồng thứ già. Gỡ thẳng về cho bạn luôn. Thở lên. Ồ, đường hồng thứ già không được ơi, chắc lấy cần tay rồi quá. Thấy vô đây. Thấy vô bỏ đi, thấy. Thấy vô về ngoài đó. Đó các bạn ơi. Không ra luôn chạy. Cho chủ bè luôn các bạn. Cá dính trong gạo ông dạng rộng mệt quá rồi. Ê, rồi xảy luôn rồi. Trời ơi, buồn hiu luôn, tực 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 tực. Buồn 5 phút luôn. Gạp như. Trời ơi, cứ ngắt nữa rồi kìa. Không phải biết chứ. Có, trèo máy luôn mà. Cá ăn quá trời, giờ treo máy luôn rồi.
Trời ơi, mới lên con chép thả chưa kịp bấy nữa. Nó nữa rồi đó. Tới nữa rồi các bạn ơi. Ôi ôi, chép nữa. Ồ, chép lỡ bây giờ rảnh nó giạt chứ. Chép lỡ, nãy giờ mấy con rảnh nó trốn mất tiêu trơn luôn. Rồi, này thả cho chú bè. Kiếm cá mà la làng luôn à. Ờ, này thả cho chú bè luôn nha các bạn. Cá trời. Rảnh làm gì vậy, cá nhỏ nhỏ vậy. Nói chung là nó vô đó là nó hưởng cuộc sống là ăn non ngủ yên á. Ăn non ngủ yên luôn á. Chăn im để mắm luôn. Khỏi sợi xúc, khỏi sợi vợt, khỏi sợi vớt đi chân luôn. Bây giờ đang đâu rồi, mới thấy con này đâu rồi. Mất con này. Cái cần nó quấn vậy. Quấn dây cái lọt nó còn quấn cái cầm anh dẹp dẹp đọt xuống. Đó luôn chuyện. Còn chép bự đâu. Chép nhỏ xong rồi đó chép bự chứ. Đùi. Đặt cương nha anh. Ê nó bự tốt kiếm luôn vậy. Tốt kiếm á, tốt kiếm á. Sáu xuống. Đâu có xuống được dưới đâu. Mới có nửa cuộc hành trình thì máy đã đi rồi. Chép nó rồi chạy ông ơi. Trời ơi. Nó không rồi. Trúng ổ rồi. Ê cần kia dính luôn rồi kìa. Dính luôn kìa không được, dính luôn rồi. Cần con quá. Đó đó trời ơi trời ơi trời ơi. Cứu bộ. Dục luôn đi, cứu gì đó, cứu. Quá còn nó dữ lắm rồi đó. Rồi 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 rồi. Ở đó bấm máy cho được câu đi nghe dạ. Ở đây đâu gỡ cá với đây quay phim được. Trời ơi thôi thôi thôi. Chép nó về rồi rồi cái rảnh nó đi trơn rồi. Quá rồi. Dữ lắm rồi. Ồ ăn cắm đột nhìn đẹp ghê luôn anh. Cái gữ không? Quá trời. Trời ơi. Hai con thêm con cái rảnh nữa. Sao lên nổi? Nổi trơn à. Trời ơi con kia nó móc cái đầu mà ơi. Con kia dính không hợp lệ. Ôi. Trời. Ôi rớt con uổng quá mọi người ơi. Bắt rồi. Cá nó bị con vậy cắn dữ nhỉ. Chúng mình chịu mất hả. Rồi dính gì luôn.
nó ổn. Má, con cá dảnh luôn. Số ăn nhà. Con nãy nó ăn dính rồi, nó chạy ra để câu móc vô con kia. Dép siêu to luôn nè. Kiếm con nào bóng bóng mà. Ghê thiệt chứ, táp lôi thì cần lúc cái bè luôn. Móc cái đầu cái dảnh nữa. Móc thì cái đầu cái dảnh nữa, yếu thiệt. Không có câu cá nó gì vậy? Không. Đấy, không câu cá sao dính, rồi có chép gì đó, cho đi, chép cho xuống nè. Chụp đi, chụp đi. Cho đi, rồi hồng về tí luôn. Có chuyện đó ơi. Mò kinh kinh hả? Thôi rồi, thôi rồi. Để đi cho rút cái rút cái đọt trong vòng nó đi. Cái máy nó có cao không Nhãn? Có bị cao không? Không, không. Thôi, mình không có bị bạn vụ nữa đâu, dính người kìa gì đó, mà dính người kìa. Không có giật nữa đâu. Để cho rút công vòng luôn mới đã. Anh bị dính lưới hoài à. Nãy đi đặng gớt sao không bụm mà. Người ta đi cà lạng, cà lạng như chim cụ. Lụm công vòng. Ghê vậy. Được câu là gì không đó? Câu gì đâu đấy. Câu gì đó Dạng à? Câu đi, ai nói gì đâu. Con này dảnh nè Dạng ơi. Trời ơi. Dảnh rồi đã. Sao không vậy? Ghê quá, bạn câu cá bự bự không? Ê, cặn kia đâu Dạng ơi, chết. Kia đang ăn luôn á. Ừ, bắt đi. Kia đang ăn luôn á các bạn ơi. Trời ơi, nó chảnh khủng. Nó ăn chảnh khè. Trời ơi, mọi người ơi. Con này con gì vậy ông Nhạc? Tôi khách tiếc luôn rồi. Ủa quên, con cái chảnh. Đặt sao sao. Nãy giờ nín thinh luôn. Chát mặt lý lịa lịa. Ê, ghê vậy ông anh? Đó, nó lụm rồi. Ngon. Đây, chảnh rồi. Chảnh. Lụm nãy giờ tôi kêu thả không thả đâu, để tôi ra màn. Người ta phải gình đúng thời cơ, tao bắt cái dảnh bự với cái dảnh chút chút cũng vậy. Ủa lộn, cái chép nhỏ nhỏ cũng vậy à. Cái dảnh chút chút tiếu quá, mắc cười quá à. Thấy không? Trời ơi, ôi, cái chép gì đang xì vậy? Gì mà la, bắt giùm bắt cái dảnh thôi anh ơi anh. Cái gì như là không chan làm cháo của người cấp bự lực dẫn nó về đó nhỏ rồi đó dẫn nào lên cá
Đây là lạng, dẫn rồi đó, lạng rồi. Ôi trắng tát rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Vừa thay mồi luôn cả nhà ơi. Con tát là thấy ngon nha. Quá khớt rồi vậy. Trắng là ngon, đen đen vàng vàng là không phái hả? Công nhận thì chứ không có con có dảnh nhỏ luôn á. Quá đã mọi người ơi. Ông dạng nãy giờ ổng đấy, ông lượn cái dảnh. Chấm cái chép e đầu dính con cá vàng khè, không biết cái chép hay không. Nay quay phim gỡ cá rồi bậy bạ nó chơi thôi, câu kiếp gì. Câu kiếp gì. Nay nhường quá. Bạn mình câu các bạn ơi. Quá trời luôn, quá ngon luôn trời. Nhiệt tình với dân anh cạp thì lầm lắm ý dãnh rồi đó, dãnh này dãnh này dãnh này dãnh này dạng nuôi cá các bạn ơi. Sướng 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 trắng tát rồi dạng ơi, trắng hồng tát. Ờ nhỏ mà yên mẹ được mặt luôn luôn. Nãy giờ con cái dảnh mình dính tít nhiêu đó bạn. Con cháo, con trùng con gì không? Lên cá luôn bạn ơi, dảnh. Kệ lâu lâu cũng bắt con cho chơi đó buồn chứ để không được cũng làm quá. Nói chung là hai giờ con cá dảnh mình câu dừng 18 con hả bạn? Tự không mà không có nào nhỏ. Luôn đó trời. Tới dảnh thì chết cá nhóc chơi cái gội rồi hên quá, con cá này nó muốn chết, cá nhóc chừng gì đó không câu gì đâu á, lúc dưới kia chạy lúc dưới kia câu dắt đồ quần áo về. Quá trời nhức nách ơi, ông dạng ui. Kéo cái dảnh dảnh nách luôn. Má không này cả nhà. Quá hết. Trời im luôn. Hết bài chép rồi đó, tới bài dảnh rồi đó. Chép theo thức ăn lên mặt đó. Quá trời bà không mà cá đúng mập luôn, cái lưng tròn vo luôn á. Mập 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 như không được vậy đó. Không mà tròn thiệt, tròn quay luôn á. Chùm nho ba là câu đủ 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 chết. Này hàng nhau hai lữ à. Hai lữ sẽ đâu theo đâu chứ đâu thì làm tới. Xuống một mồi. Tới giờ dảnh rồi đã thì bậy không anh. Dù. Đây đây đứng sạc.
xuống nó tán liền. Giang ơi, chạy nghe. Giang khủng rồi các bạn ơi. Ui. Ăn phiếu không? Ăn phiếu là ngon. Rồi dảnh rồi, dảnh rồi, chắc ăn rồi. Chép là rút đít bè. Trời ơi. Trời ơi. Quá bự rồi. Thấy. Trời. Ê. 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 Ồ ồ cá dảnh như cái chiếc tàu ngầm vậy á. Ê. Rung tay nín thở luôn. Trời ơi. Rung tay nín thở té đáy luôn không? Trời ơi. Cậu cá gần nửa ký luôn á má ơi. Cái này kinh khủng chứ mọi người. Wow, nội ơi con cá. Trời ơi. Thả đi ông ơi. Thả đi, thả đi. Trời ơi. Ghê không các bạn? Quá dữ dằn luôn cả nhà ơi. Không thể nào tả nổi. Anh được câu gì không mấy dạng à? Em sao mà con cá nhỏ không bị dạng. Ôi ôi cái dảnh con nào nói bạn con này à. Con này con cả nửa ký á, bằng tay mà bóp bóp mà không hết luôn nè. Đấy, đấy. 3 tấc cá. Rất xong là ông no ông đó. Ồ, hết con biết rồi. Dảnh khủng sóc tiền. Mà sóc tiền cái dảnh cái này không hả bạn ơi. Gươi thiệt. Gươi thiệt. Rồi. Ngồi đây mới có chút xíu gan có bữa cơm ngồi cái làm dảnh cái muốn đầy rộng luôn rồi. Cẩn thận cô lửa. Ê, 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 ông anh ê, 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 chép đầu chép. Rồi nó chạy vô đít bè luôn rồi. Không nó giặt giặt nè, dảnh nè. Ê, cung cung lưới luôn. Dính cần ông luôn cái gì rồi. Lên đi tính. Ê. Cảm giác quá, cảm giác quá. Trời ơi, cảm giác quá. Chúc mừng bạn. Nè, ông xử nó luôn đi, ông gỡ nó cái dướng ông luôn đi. Ôi ôi, con cá chép bạn ơi. Ê, ra luôn rồi, ra luôn rồi. Rồi, giải thoát đồng đội. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Thôi cũng kệ, có cảm giác là được rồi. Ồ nó dính, tao có đường nào xảy được chứ. Trời. Vì thả xuống luôn á, cây dò vàng nó vừa thả xuống luôn á. Cây dò vàng. Trời. Vô miệng luôn á, văn nước vô miệng. Thấy hào lạ, dính. Cậu không dính cá với người chơi anh em vậy đó. Thua luôn thiệt chứ. Không kịp bóp mồi trời luôn rồi. Ê không giục nha, chơi không giục là không quạo à. Bạn ơi. Ờ con nói chắc cần ký á. Con nói cần ký xiền luôn. Uống thiệt uống luôn. Còn đó thì non non ký á. Trời giờ đi đâu nữa trời. Đi đâu nó quên trời đời của mệt. Nay trời cám xí ngấu sao bận các bạn ơi. Cám nhà xây với lại cám chim là quất à. Không có cúc dừa dĩ dân cũng ăn phà phà luôn. Cám nhà làm nghe. Cám hồ. Cám hồ. Nó nói cám hồ chứ hồ nào câu cũng được. Hai chồng quy gặp cái rảnh này thôi luôn ạ. Hả? Hai chồng quy mà gặp cái rảnh này thôi luôn. Không mấy cái rảnh này nhìn khóc luôn thiệt. Cái này coi chứ giác. Trời ơi. Cá ăn không kịp bóp mồi là có thiệt 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 thiệt. Nói chung mình đang kiếm con nào mà giật giật đóng cái cứng ngắt toàn đây. Mà nãy giờ chưa. Nên thôi giải quyết cần ghiền bằng cái rảnh. Trời xuống đẹp quá. Trời đúng đẹp. Máy này nó bị sần nó dính lên. Kè 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 tớt đó, kè tớt đó dạ ơi. Đâu? Kè kè kè. Tóc đi. Trời ơi lục lửa. Cá gì đâu mà câu sảy.
nó lên chín tự nhiên là sảy sảy bớt đi để dính hoài tình chứ có bạn nó chơi nó câu nó chuẹo kéo bạo lực quá mà từ từ thôi vui không vui cũng quạo à thở hết pin rồi đó vui là được còn nhiêu phần trăm đừng lấy lên rồi chào anh em nha tới bến Ninh Kiều rồi ghe bến Cao Lãnh rồi sắp đằng kia hay sắp đâu sắp đây hàng chỗ ở ngay đây đi đó. Này ra mà chép rảnh quan trọng là những em cái rảnh không cái này mấy bạn đại mình đi sắp này chắc tới sáng cũng rồi mà quá trời luôn ngạnh không à mới có chơi chơi gọng sắt cá tài tượng quá trời luôn không biết nhiều con luôn ngày sắp chắc ra tới trước luôn á lắm rồi nha rảnh khủng luôn nha các bạn chép rồi quan trọng là con tài tượng hả à, câu cá dãy không anh ơi này câu cá trắng không ạ à. Nay đi bào cá trắng chứ không có săn dù đếm rồi cho nó nằm dưới đi nay đi bào cái rảnh mà để cái rảnh lên thôi chép để dưới khoang đi nha trời ơi con này nhỏ xíu rồi chép trong khoang đi nhiều anh có con một là bữa nay có ngồi đâu đi câu cũng hơi chút hả con mà 8 kg à con một 8 kg thôi chứ gì rồi quá trời luôn ơi cậu quỷ này thả nó không được quá trời mình dẫn đâu ơi mình câu dính dẫn nó nhỏ không mà khổ quá vì cái bộ lẹ hơn kia em được ha nhớ quay đi đây anh em ta câu vợ cho quay nhiều nhiều lâu lâu chút cho clip dài dài chút quá trời để câu con cá vậy chà cái cha thảy khoan luôn đi để không nó dãy nữa nha đây. Cái bà này kỳ kỳ trời thả quá còn dính nữa đâu còn mấy chép còn mấy chép dưới này nữa nè kìa con cha nó hai con cha nó thảy nó xuống khoang lên cho nó đẹp hai con cha đây nè tinh gà cái dảnh nhiều dữ ta nè còn con cha đây nữa nè dảnh nhiều dữ vậy còn con chép bự đây nữa con chép bự lọt khoang đây nè nha mày khó quá rồi vậy đi cho đẹp rồi chào anh em nha nè con dảnh đây nè quá trời luôn cả nhà ơi gọi em ôi ôi ta tượng như nhìn thấy nó mập ông nội ui ghê không tượng thứ già luôn quý vị chép rồi xong tấm hình quá hơi bị nhiều à có con đó ốm quá chép khủng à, quên rảnh khủng nha các bạn đưa bàn tay vô mấy cái rảnh coi rồi quả chiến ngày săn hàng cái rảnh khủng của anh em mình đó quá trời luôn mà ơi cũng không hết người ta tưởng tôi nữa ơi cỡ chết rồi chào anh em nha rồi tạm chia tay chừng chục ký mấy ký cái gì thùng cá út với lại cá ba sa